có thể nằm hoặc ngồi thiền. Bạn thả lỏng cơ thể và thật thư giãn. Khi bạn ngồi, đôi chân của bạn tiếp nối với đất. Bạn thả lỏng cổ, thả lỏng lưng, thả lỏng vai của bạn thật là thư giãn. Bạn đang ngồi trong con tàu thật đẹp. Và bây giờ, con tàu này nó đẹp hơn bao giờ hết. Bởi khi nó đón bạn đi, bạn vẫn còn những điều nặng nề trong lòng, buồn vã, đau khổ. Nhưng bây giờ, khi bạn đang ngồi trên con tàu, bạn chỉ cảm thấy thật là bình an. Bạn cảm nhận những cơn gió đang xuyên qua đôi cánh tay của bạn. Bạn cảm thấy mình đang dang đôi tay ra, và từ ngón tay mình cảm nhận được cơn gió. Không có gì ngoài không khí, thật là mát mẻ, thật là dễ chịu. Và cảm giác như bạn đang nô đùa. Những không khí đó thật là vui vẻ. Bên cạnh đó, những dòng âm nhạc như vừa uống một người bạn. Con thuyền tiếp tục đưa bạn đi. Xung quanh rất đẹp, và bạn cảm thấy thật hạnh phúc, thật nhẹ nhàng khi con gió, cơn gió này xua tan những mệt mỏi, xua tan những nỗi đau, và chỉ còn lại cảm nhận được sự hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ bến. Bạn hãy chỉ nói với chính mình: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Bạn hít thở thật sâu và cảm thấy khi nào trong lòng mình thật là dễ chịu thì bạn từ từ mở mắt ra.